Chào tất cả anh em nha. Nay mình trên tay với anh em em Zippo hàng sưu tầm nha anh em. Em này đồng bụi ha. Đồng làm theo phong cách bụi chứ nó không có bóng nha anh em. Đồng phong cách cổ ha. Và họa tiết về chủ đề về chú ngựa một sừng hay còn gọi là kỳ lân nha nè. Theo văn hóa phương Tây thì văn hóa châu Âu thì đây là con vật rất là nổi tiếng trong truyền thuyết lịch sử và trong những câu chuyện của quá khứ của châu Âu ha. Chú ngựa một sừng màu trắng hay còn gọi là kỳ lân unicorn nha anh em. Nó biểu trưng cho sức mạnh, sự can đảm và sự thuần khiết và cũng như là truyền thuyết cho rằng chú ngựa này chạy rất là nhanh nha anh em. Đặc biệt là cái sừng của chú có thể chữa được bách bệnh ha. Đây là con vật rất là đặc biệt trong lịch sử và văn hóa của châu Âu và người Scotland. Em này thì được hãng chế tác đưa lên nằm trong bộ sưu tập Zippo của hãng ha. Em này rất là chất nha nè, mang đầy ý nghĩa về mặt văn hóa lịch sử của châu Âu và cho anh em một sự cảm giác sang trọng đẳng cấp khi anh em trên tay em nó. Rất là hay, hàng sưu tầm nha anh em, chính hãng Zippo Mỹ luôn. Anh em nào có nhu cầu có duyên kết em nó thì cứ alo mình nha anh em, chia sẻ với anh em toàn quốc chơi luôn ha. Họa tiết khắc ca sâu màu đen chú kỳ lân ngựa một sừng ha. Ở dưới là chữ Zippo nha nè. Hàng Zippo Mỹ luôn, em này đẩy lõm ha, hàng zin hết nha nè, sáng bóng sạch sẽ hết, rất là chất, sang trọng nha nè. Điều 100% luôn, xứng đáng cho anh em sưu tầm. Với họa tiết cách điệu chú ngựa một sừng mang đầy tính truyền thống văn hóa của người châu Âu thời Trung Cổ ha, thời cổ xưa. Xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em vô trang Facebook mình ha, click vô đường link ở dưới ô mô tả clip anh em xem. Giá anh em gọi hotline nha anh em, em này hàng sưu tầm, không có sản xuất đại trà đâu nha anh em. Kết thì anh em alo mình chia sẻ với anh em toàn quốc chung niềm đam mê ha. Anh em nhớ like share clip ha và đăng ký kênh bên mình để được cập nhật những video mình trên tay tiếp theo. Trên tay những em Zippo cho anh em lựa chọn chơi ha. Soi kỹ anh em xem, hàng full box luôn ha. Đồng bụi cổ ngựa một sừng ha anh em, kỳ lân. Giấy tờ em nó đầy đủ ha. Dòng xuất thị trường châu Âu nha anh em.
Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Bye anh em ha.